Ba Lập và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lập để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2024. Loan Lập xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Nghiên cứu cho thấy bột vỏ trứng tốt cho da, xương và răng. Nhà của tài tử Tom Hanks ở Los Angeles bị ăn trộm. Los Angeles, miền Nam California, một người phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông nhập viện nguy kịch sau vụ tự sát không thành. Bị xét đánh trúng phi cơ trên đường đi đến Rome của Ý, phi cơ Delta phải cho quay về Boston. Bùi Tiếp Tân ủng hộ Derek Trần làm đại diện tại Quốc hội Hoa Kỳ tại Garden Grove, miền Nam California. Bảo hiểm y tế Covered California sẽ tăng trong năm 2025. Cơn bão Debbie gây lụt lội miền Nam Hoa Kỳ, ít nhất là 5 người thiệt mạng. Tổng thống Biden ban bố tình trạng khẩn cấp. Cựu luật sư Jenny Ellis đồng ý thỏa thuận nhận tội với công tố Arizona trong vụ thách thức bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump. Liên đoàn công nhân khách sạn Unihill tuyên bố ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris làm tổng thống. Chiến dịch của bà Harris chiêu dụ sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng Hòa ở tiểu bang đã bỏ phiếu cho bà Nikki Haley. Cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước Kamala Harris trong số những cử tri thuộc thế hệ Gen Z. Chứng khoán toàn thế giới chìm trong sắc đỏ. Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ có thể sẽ hạ lãi suất khẩn cấp trong tuần tới. Tòa án Liên bang Hoa Kỳ phán quyết vụ kiện chống độc quyền của Google. Các nhà thuốc tây Walgreens sẽ đóng cửa hàng loạt vì thua lỗ. Hoa Kỳ trao căn cứ cuối cùng ở Niger cho chính quyền quân sự. Tin liên quan đến Olympic Paris năm 2024. Nhiều vùng biển ở Vương quốc Anh bị nhiễm ma túy. Thiếu tướng Bộ Quốc phòng của Nga bị bắt vì biển thủ tiền của nhà nước. Tin tức liên quan đến tình hình tại Trung Đông. Ông Kim Jong-un thị sát bàn giao bệ phóng hỏa tiễn ra tiền tuyến. Tin Việt Nam, cha con ông Trần Quý Thanh, chủ Tân Hiệp Phát xin giảm án tù. Các cầu thủ của Thanh Hóa đình công vì bị nợ gần 20 tỷ đồng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, nghiên cứu cho thấy bột vỏ trứng tốt cho da, xương và răng. Mặc dù chúng ta đều biết trứng là thực phẩm bổ dưỡng với protein và choline tốt cho trí óc, nhưng vỏ trứng lại là một kho tàng chứa đựng nhiều dưỡng chất quý giá, từ việc giảm nguy cơ loãng xương đến trợ giúp sức khỏe tim mạch và thậm chí làm sạch răng miệng, vỏ trứng có thể là món quà bí mật thiên nhiên đối với sức khỏe chung của cơ thể. Một nửa vỏ của quả trứng mỗi ngày cũng đủ đáp ứng cho nhu cầu calcium hàng ngày. Phần cứng bên ngoài của vỏ trứng bao gồm 94% calcium carbonate kết hợp với protein và các khoáng chất khác như magnesium là một kho tàng dinh dưỡng. Mỗi gram vỏ trứng chứa khoảng 380mg calcium, khoáng chất tạo xương trong tự nhiên. Một nửa vỏ của trứng mỗi ngày tương đương 1000mg calcium là đủ cho nhu cầu hàng ngày của một người trưởng thành. Hàm lượng lớn calcium khiến cho bột vỏ trứng trở thành một chất bổ sung, giá rẻ, rất quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu calcium toàn cầu liên quan đến chứng loãng xương, biến chứng khi mang thai, một số bệnh ung thư và các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, màng vỏ trứng bên trong có chứa collagen tốt cho da, khớp và tiêu hóa. Theo một cuộc nghiên cứu, calcium trong vỏ trứng đem lại tác dụng sinh học vượt trội so với calcium carbonate tinh khiết từ thực phẩm. Các nghiên cứu và thực hiện chứng minh rằng bột vỏ trứng thích hợp trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh loãng xương. Đồng thời, bột vỏ trứng cũng rất là tốt cho xương và sụn. Theo một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp san Nutrient, tạp san dinh dưỡng cho thấy những bữa ăn tại nhà có thêm bột vỏ trứng và vitamin D đã ngăn ngừa tình trạng mất xương ở phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ cao bị loãng xương. Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng phát hiện của họ phù hợp với nghiên cứu trước đây cho thấy lợi ích của việc bổ sung vitamin, khoáng chất từ bột vỏ trứng gà. Bà Jacqueline Vernarelli, nhà dịch tễ học dinh dưỡng, nhà chuyên môn dinh dưỡng về y tế công cộng và là giáo sư tại Sacred Heart University ở Fairfield, Connecticut, đã nói rằng màng vỏ trứng chứa các chất dinh dưỡng như glycosaminoglycan giúp điều chỉnh sự phát triển, gia tăng sinh sản và chữa lành các vết thương của tế bào. Điều này có thể giải thích lý do vì sao nghiên cứu cho thấy màng vỏ trứng có thể đẩy nhanh quá trình tái tạo da và gia tăng tốc độ chữa lành vết thương bằng cách kích thích cơ thể sản xuất cytokine và giảm viêm. Hàm lượng collagen của vỏ trứng cũng là một loại protein hữu ích
cho những người bị viêm xương khớp. Bà Vranarelli cho biết, việc kết hợp bột của vỏ trứng vào khẩu phần ăn tương đối đơn giản, giống như nhiều loại bột ẩm thực. Bột vỏ trứng có thể thêm vào thực phẩm bằng cách trộn vào súp, nước sốt hoặc bánh mì. Bà cũng nói thêm rằng, phải thực hiện các giải pháp phòng ngừa an toàn thích hợp khi chế biến bất cứ loại thực phẩm nào. Không nên ăn trứng hoặc cắt thành phần trứng sống hoặc chưa nấu chín. Một lưu ý quan trọng khi sử dụng bột vỏ trứng là dị ứng với protein của trứng. Trường hợp đó thì nên tránh việc thêm bột vỏ trứng vào khẩu phần ăn của chúng ta. Đối với hầu hết mọi người, có rất ít nguy cơ trầm trọng hoặc tác dụng phụ liên quan tới việc ăn vỏ trứng, miễn là chúng ta chế biến cho đúng cách. Khi nghiền không kỹ vỏ trứng, có thể chứa các mảnh sắc nhọn gây kích ứng cổ họng hoặc làm tổn thương thực quản. Vỏ trứng được khử trùng không đúng cách có thể chứa vi khuẩn có hại như Salmonella. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp ăn quá nhiều calcium từ vỏ trứng. Các tác dụng phụ có thể bao gồm buồn nôn, nôn, mệt mỏi, nhịp tim không đều và huyết áp thấp. Điều quan trọng không kém là phải theo dõi các loại vitamin và thuốc khác vì chúng có thể ảnh hưởng đến lượng calcium trong cơ thể. Điều này đặc biệt đúng đối với những người sử dụng vitamin A và D liều cao, làm tăng khả năng hấp thụ calcium hoặc dùng thuốc nhai hoặc thuốc viên kháng axit không kê toa có thể chứa một lượng calcium đáng kể. Nhà của tài tử Tom Hanks ở Los Angeles bị ăn trộm. Vụ trộm cắp xảy ra vài tuần trước nhưng mới được công bố vào ngày thứ Hai ngày 5 tháng 8 là một trong hàng loạt những vụ ăn trộm nhắm vào các ngôi nhà biệt thự giàu có ở miền Nam California. TMZ đưa tin về vụ này vào ngày thứ Hai. Kẻ trộm đã đập cửa kính vào căn nhà dành cho khách trong khuôn viên biệt thự của hai vợ chồng nhưng chưa xâm nhập tới khuôn nhà chính. Không có ai ở trong nhà vào thời điểm đó và cũng không có vẻ như kẻ trộm cắp nhắm tới chủ nhân của ngôi biệt thự, theo lời của cảnh sát. Cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi can nào từ ngày thứ Hai. Những kẻ trộm cắp này được cho là cùng băng nhóm với những bọn trộm lâu nay vẫn nhắm đến các khu dân cư sang trọng trong vài năm qua, nguồn tin từ cảnh sát. Phát ngôn viên của tài tử Tom Hanks chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ ABC. Tom Hanks và Rita Wilson gia nhập danh sách nạn nhân của những vụ trộm cắp liên quan đến tài tử gia nhân ở Hollywood như là Bad Baby, Sarah Hyland Marlon Wayans và nhiều người khác nữa. Los Angeles, miền Nam California, một người phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông nhập viện nguy kịch sau vụ tự sát không thành. Cảnh sát quận Los Angeles đang điều tra vụ việc khiến một người phụ nữ chết và một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch sau khi ông này đã cố gắng tự tử. Nghi phạm chỉ được xác định là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, đã đối đầu với nạn nhân là một phụ nữ gốc Tây Ban Nha và một người đàn ông khác bên trong nhà của người này ở Lancaster vào khoảng 12h15 rạng sáng ngày Chủ nhật. Nghi phạm đã rút súng và bắn một phát vào nhà của người đàn ông trưởng thành, nhưng không có thương tích vào thời điểm này. Các cảnh sát cho biết, nghi phạm và nạn nhân được cho là hai người xa lạ, sau đó cùng nhau rời khỏi địa điểm trên xe của nạn nhân. Trong khi lái xe thì hai người đã cãi vã và ngừng xe tại ngã tư East Avenue H và Challenger Way chỉ chưa đầy 15 phút sau vụ bắn đầu tiên. Cảnh sát cho biết vào khoảng 12 giờ 29 phút rạng sáng, trong khi đang cãi vã, thì nghi phạm và nạn nhân đã ra khỏi xe. Nghi phạm lại rút súng ra và bắn nạn nhân, sát hại cô ấy. Ông ta sau đó đã lái xe của nạn nhân đi, bỏ lại xác cô tại hiện trường. Cảnh sát của LASD đã cho biết. Chưa đầy 2 tiếng sau, người đàn ông này đã tự lái xe đến nhà của một người trong gia đình nạn nhân nữ ở Palmdale và tự tử trong xe của cô, theo lời của cảnh sát. Anh ta đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị vết thương do súng bắn và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. LASD đã tuyên bố sau 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp diễn. Bị xét đánh trúng phi cơ trên đường đi đến Rome của Ý, phi cơ Delta phải cho quay về Boston. Chuyến bay Delta Airlines khởi hành đi Rome từ Boston, Massachusetts vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 8 đã bị trúng xét đánh khi đang bay trên không trung, theo hãng hàng không và Cục Quản lý Hàng không Liên bang FAA cho biết. Phi cơ đã phải quay trở lại phi trường Boston Logan International Airport vì lý do an toàn khi phi hành đoàn trình báo một cú sét đánh sau khi cất cánh, Delta và FAA đã cho biết. Phi cơ đã đáp trở xuống Boston lúc 7 giờ 20 phút tối và không có sự trở ngại. Phi cơ này là chiếc Airbus 330, theo FAA. Một hành khách đến từ Nashua, New Hampshire đã nói với đài truyền hình ABC rằng cô nghe thấy một tiếng nổ nhỏ khi đang bay.
phi cơ đã đáp xuống rất dằn sóc ở Boston, xung quanh là các xe cứu hỏa chờ sẵn. Cô đã kể lại, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi cao su cháy ở bánh xe phi cơ. Họ phải kéo phi cơ ra xưởng sửa chữa, nên chúng tôi chờ hàng tiếng mới được lấy lại hành lý. Thật là một đêm dài, nhưng tình hình có thể tệ hơn nữa. Hãng Delta đã xin lỗi hành khách vì sự chậm trễ và cho biết đang tìm cách đưa hành khách tới nơi cần đến, càng sớm càng tốt. FAA cho biết sẽ điều tra vụ việc này, đồng thời cho hay tất cả các phi cơ thương mại đều bắt buộc phải thiết kế chống sét đánh theo luật định. Bùi Tiếp Tân ủng hộ Derek Trần làm đại diện tại Quốc hội Hoa Kỳ tại Garden Grove, miền Nam California. Một buổi tiếp tân ủng hộ cho ứng cử viên gốc Việt cho chiếc ghế dân biểu liên bang địa hạt 45. Trong buổi tiếp tân có sự hiện diện đông đảo của nhiều thành viên ở nhiều khu vực và cộng đồng khác nhau. Họ đến để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Derek Trần. Buổi tiếp tân đặc biệt có sự hiện diện của dân biểu liên bang Adam Schiff, hiện đang tranh cử cho chức vụ thượng nghị sĩ liên bang đại diện California. Địa hạt 45 bao gồm toàn bộ khu vực Lido Sài Gòn trong các thành phố Fountain Valley, Westminster, Garden Grove với 37% cư dân là người gốc châu Á Thái Bình Dương. Tiến sĩ Đinh Xuân Quân cho rằng mình thuộc thế hệ người Việt tị nạn thứ nhất, chủ yếu lo làm ăn, tập trung vào kinh tế để tạo nền móng cho thế hệ con cháu. Rồi thế hệ người Việt thứ hai bắt đầu mở rộng hoạt động trong lĩnh vực chính trị địa phương, tham gia vào quân đội Hoa Kỳ để trả ơn cho nước Mỹ. Những quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt có mặt trên mọi chiến trường nóng bỏng như Afghanistan, Iraq và nay sang thế hệ thứ ba. Derek Trần sẽ sẵn sàng để trở thành đại diện đầu tiên cho cộng đồng gốc Việt tại Quốc hội liên bang. Bà Ada Riseño, chủ tịch của DPOC cho biết, thời gian qua, DPOC đã tổ chức các cuộc vận động tranh cử, gõ cửa từng nhà dân để kêu gọi bỏ phiếu cho Derek Trần. Một tín hiệu rất lạc quan, hầu hết khi các cánh cửa mở ra, chủ nhà đều trả lời bằng cách chúng tôi sẽ bầu cho Derek. Ứng cử viên Derek Trần đã nói lời cảm ơn sự hiện diện đông đảo của mọi người trong buổi chiều cuối tuần, chứng tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho anh trong cuộc đua quyết liệt vào tháng 11 tới. Anh đã kể lại hoàn cảnh gia đình vì sao quyết định ra tranh cử. Cha mẹ anh đã rời Việt Nam và cả gia đình đã tạm cư tại Indonesia. Ông bà đã quyết định chờ đợi ở đảo đến một năm để đợi cơ hội đi qua Mỹ, cho dù có thể được định cư tại Canada hay Úc sớm hơn. Cũng nhờ quyết định này mà gia đình của anh đều trở thành công dân Mỹ như ngày hôm nay. Anh cảm ơn cha mẹ vì quyết định này. Sau sự kiện 11 tháng 9, Derek quyết định gia nhập lục quân Hoa Kỳ để đền đáp lại những gì mà nước Mỹ đã ban tặng cho anh và gia đình. Phục vụ quê hương mới Hoa Kỳ là niềm vinh dự lớn lao cho một thanh niên yêu nước như Derek. Trở về đời sống dân sự, anh trở thành luật sư bảo vệ quyền lợi của những người lao động. Derek còn bảo vệ quyền lợi của những di dân, những nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục, nạn nhân của nạn phân biệt đối xử. Dân biểu Adam Schiff cảm ơn những người có mặt trong buổi vận động và bày tỏ sự ủng hộ đối với Derek Trần. Bảo hiểm y tế Covered California sẽ tăng trong năm 2025. Phí bảo hiểm y tế được bán tại California tăng gần 8% vào năm 2025. Giới chức của Covered California công bố ngày thứ Tư 24 tháng 7 theo trang báo Cal Matters. Đáng chú ý là người dân California không có bảo hiểm có thể vô tình phải trả nhiều tiền phạt thuế hơn mức họ phải trả cho một chương trình bảo hiểm y tế. Dù là mức tăng thấp hơn so với mức tăng 10% của năm nay, nhưng đây là mức tăng lớn nhất của Covered California kể từ năm 2018. Bà Jessica Ottman, giám đốc điều hành Covered California thông báo rằng sự gia tăng sắp tới là do những yếu tố như chi phí dược phẩm tăng, tình trạng thiếu lao động và tăng lương trong ngành chăm sóc sức khỏe. Hầu hết người mua bảo hiểm thường được bảo vệ không bị tăng phí bảo hiểm hàng năm vì có sự giúp đỡ tài chính của chính phủ. Khi chi phí bảo hiểm tăng, thông thường các khoản trợ cấp do chính phủ tài trợ cũng tăng. Những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp phải chịu toàn bộ chi phí khi lãi suất tăng. Khoảng 90% trong số 1 triệu 700.000 người mua Covered California được giúp đỡ. Mức tăng phí bảo hiểm khác nhau tùy theo khu vực và hãng bảo hiểm. Như hầu hết các năm, 29.000 người ghi danh ở khu vực ven biển, bao gồm các quận hạt Monterey, San Bernardino và Santa Cruz sẽ bị mức tăng đột ngột lớn nhất với mức tăng trung bình là 15.7%. Khu vực này là một trong những thị trường chăm sóc sức khỏe đắt đỏ nhất của cả quốc gia. Các nhà chuyên môn đã đổ lỗi cho sự cô lập về mặt địa lý và sự thiếu cạnh tranh thị trường trong khu vực là nguyên nhân khiến cho chi phí chăm sóc sức khỏe cao.
Một thay đổi đáng chú ý vào năm 2025 trong khu vực là Kaiser Permanente sẽ bắt đầu phục vụ cư dân Monterey County, bao gồm khoảng một nửa dân số ở đó. Các hãng bảo hiểm đã đề nghị mức tăng lãi suất lớn nhất, Aetna CVS Health là 15,4%, Anthem Blue Cross 12,7% và Blue Shield là 8,4%. California là một trong bốn tiểu bang cùng với District of Columbia sẽ phạt cư dân nếu không có bảo hiểm y tế. Mùa thuế gần đây nhất, người dân California phải chịu mức phạt lên đến $850 cho người lớn và $425 cho trẻ em. Theo Ủy ban Thuế vụ tiểu bang, trong mùa thuế năm 2022, hơn 271.000 gia đình đã nộp phạt vì thiếu bảo hiểm y tế. Hầu hết những người nộp phạt kiếm được dưới $50.000 một năm. Cơn bão Debbie gây lục lội miền Nam Hoa Kỳ, ít nhất là 5 người thiệt mạng. Tổng thống Biden ban bố tình trạng khẩn cấp. Cơn bão Debbie đã đánh vào Florida sáng ngày thứ Hai ngày 5 tháng 8. Gió mạnh, mưa lớn gây lục lội, đổ cây cối, làm thiệt mạng ít nhất 5 người ở Florida, Georgia, South Carolina và nhiều chuyến bay phải hủy. Thống đốc các tiểu bang Florida, Georgia, South Carolina và North Carolina đều ban bố tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang của mình. Vào tuần trước, nhà chức trách phân bổ túi cát cho các gia đình trắng lục, kêu gọi mọi người phải chuẩn bị mua thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm để phòng ngừa. Tổng thống Biden cũng tuyên bố tình trạng thiên tai ở Florida và South Carolina để hai tiểu bang này được sự trợ giúp kịp thời. Khi vào đến đất liền thì bão Debbie chậm hẳn xuống, nhưng rẽ qua mấy tiểu bang mang lại thời tiết ẩm ướt. Từ đêm Chủ nhật, mưa từ 5 đến 10 inch, nước dâng cao ở các vùng Tampa, quận Pilots, khiến cho một số người mắc kẹt phải gọi 911 nhờ cứu giúp. Trường học ở Florida và Georgia tuyên bố đóng cửa vì bão. Vào khoảng 2 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, bão Debbie đã đem theo gió 80 dặm một giờ ở ngoài khơi Sidaki. Tới sáng vào Duyên Hải thì gió lên đến 85 dặm một giờ, sóng cao lên tới 5,5 tại đây. Hơn 300.000 căn nhà và cơ sở thương mại đã bị cúp điện khắp Florida khi gió mạnh đánh vào tiểu bang, theo Power Outage. Hơn 1.500 chuyến bay đã bị hủy hoặc bị hoãn vào ngày thứ Hai tại các phi trường Charleston, Orlando, Tampa, Miami, Fort Lauderdale, Hollywood và Hartsfield-Jackson. Ở Florida thì lượng mưa đo được từ sáng ngày thứ Bảy qua tới ngày thứ Hai ở một số nơi là từ 12 cho tới 16 inch. Thành phố Savannah ở Georgia ra lệnh giới nghiêm từ 10 giờ đêm thứ Hai cho tới 6 giờ sáng của ngày thứ Ba. Charleston, South Carolina cũng ban hành lệnh giới nghiêm từ 11 giờ đêm cho tới 10 giờ sáng ngày thứ Ba. Một thiếu niên 13 tuổi bị gió quật, cây bật gốc đè sập nhà và chết trong đó vào sáng ngày thứ Hai ở quận Levy, Florida, cảnh sát địa phương đã cho biết. Một chiếc xe đầu kéo đã trượt khỏi đường, lao qua thành cầu và rơi xuống một con kênh gần Tampa, Florida, khi người tài xế lạc tay lái có thể vì đường quá trơn trượt. Tài xế cũng đã thiệt mạng vào sáng sớm ngày thứ Hai. Trước đó tối ngày Chủ nhật, một chiếc xe lạc tay lái tông vào dải ngăn cách hai làn đường, khiến cho chiếc xe bị lật. Nữ tài xế 38 tuổi cùng một thiếu niên 12 tuổi cũng đã chết tại chỗ, và một thiếu niên 14 tuổi đã bị thương nặng. Chiều ngày thứ Hai, một thanh niên 19 tuổi đã bị cây bật gốc đè lên khi đang ở bên hông hiên nhà ở Moultrie, Georgia, khiến cho nạn nhân chết tại chỗ. Gió mạnh còn đem theo khoảng 70 pound cocaine đáng giá hàng triệu đô la dạt lên bờ ở Isla Morada, Florida. Một người qua đường đã báo cho cảnh sát đến thu gom số lượng ma túy này. Tới chiều, cơn bão Debbie đã di chuyển lên phía bắc Florida để vào Georgia. Mưa nặng hạt hơn dự đoán ở Georgia có thể lên đến 20 inch trong vòng 2-3 ngày tới. Ít nhất có 500 người được cứu khỏi những căn nhà ngập nước lũ ở Sarasota, Florida, cảnh sát cho hay. Charleston, South Carolina có mưa nặng hạt và nhiều con đường ngập nước. Dự báo cho tới thứ Sáu, có thể có 20-30 inch nước mưa sẽ đổ xuống thành phố. Nguy cơ lốc xoáy cũng đi kèm với bão nhiệt đới, khiến cho các tiểu bang bị ảnh hưởng đều ban hành báo động. Cựu luật sư Jenny Ellis đồng ý thỏa thuận nhận tội với công tố Arizona trong vụ thách thức bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Bà Ellis đối mặt với 9 cáo buộc tội danh đại hình bao gồm gian lận, giả mạo và âm mưu, nhưng bà đã quyết định cộng tác để đổi lấy các cáo buộc bị bãi nại. Tổng biện lý Arizona Chris Myers trong tuyên bố gọi thỏa thuận này là một bước tiến đáng kể trong vụ việc. Theo thỏa thuận thì Ellis đồng ý ra làm chứng toàn bộ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, kể cả tại phiên xét xử hình sự. Bà cũng hứa sẽ không bảo vệ bất cứ ai hoặc tổ chức nào.
cựu đồng lý tòa Bạch Ốc Mark Meadows và cựu luật sư của cựu Tổng thống Trump Rudy Giuliani nằm trong số 17 bị cáo trong cáo trạng đại cử tri ở Arizona. Họ cũng đã bị buộc tội vào tháng 4 và không nhận tội. Bà cũng đã bị trao bằng hành nghề ở Colorado trong 3 năm trong vụ thách thức kết quả bầu cử. Liên đoàn công nhân khách sạn Unaheer tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm Tổng thống. Chiến dịch của bà Harris chiêu dụ sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng Hòa ở tiểu bang đã bỏ phiếu cho bà Nikki Haley. Chiến dịch Harris ngày Chủ nhật vạch ra kế hoạch mong giành được sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang quan trọng đã bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Nikki Haley. Chiến dịch này đang khai thác giám đốc chính trị của tiểu bang để đứng đầu hoạt động đến gần những người thuộc đảng Cộng Hòa trong khu vực của họ. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết rằng chiến dịch đang gặp khó khăn. Đó là ước mơ của họ, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra ở mức độ mà họ mong muốn, nguồn tin cho biết. Nguồn tin cũng lo lắng về việc giành được sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa đối với bà Harris vì một số lập trường chính sách của bà trong cuộc bầu cử của đảng Dân Chủ năm 2020, chẳng hạn như bà đồng ý tài trợ cho thỏa thuận xanh mới là Green New Deal và ủng hộ các chương trình mua lại súng bắt buộc. Chiến dịch này vào ngày Chủ nhật đã công bố hoạt động mới để mong muốn thu hút cử tri của đảng Cộng Hòa, bao gồm việc thành lập các ủy ban cố vấn tiểu bang trên khắp các tiểu bang quan trọng mà chiến dịch cho biết sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các cử tri thuộc đảng Cộng Hòa tiếp xúc với nhau, chẳng hạn như đi gõ cửa từng nhà, gọi điện thoại, tổ chức các sự kiện có sự tham gia của đảng Cộng Hòa. Là một phần của thông báo ngày Chủ nhật, chiến dịch bà Harris cho biết họ công bố một chiến dịch kỹ thuật số nơi những người ủng hộ đảng Cộng Hòa trình bày lập luận của họ trực tuyến với những người thuộc đảng Cộng Hòa khác. Chiến dịch này cũng mong muốn thu hút cử tri của đảng Cộng Hòa bằng cách thuê cựu dân biểu đảng Cộng Hòa Adam Kinzinger, Austin Weatherford cách đây vài tháng. Bà Harris đã thảo luận về sự ủng hộ của các liên đoàn với AP trước khi liên đoàn này công bố sự ủng hộ. Sự ủng hộ bao gồm cam kết của liên đoàn là các thành viên sẽ gõ cửa hơn 3 triệu 300 ngôi nhà để vận động cho bà Harris tại các tiểu bang như Pennsylvania, Michigan, Nevada, Arizona và North Carolina. Chính quyền của Biden-Harris đã nhấn mạnh tăng lương thay vì miễn thuế. Họ cho rằng những người lao động được thưởng tips sẽ tốt hơn nếu mức lương tối thiểu cao hơn. Trong các bài phát biểu, bà Harris cũng đã thúc đẩy các quy tắc để giúp người lao động dễ dàng thành lập công đoàn hơn. Sau khi thay Tổng thống Biden, bà Harris đã nhanh chóng củng cố một liên minh dân chủ, bao gồm cái việc xếp hàng giúp đỡ từ các công đoàn lao động AFL-CIO, coi Unaheer là thành viên đã ủng hộ bà Harris sau khi ủng hộ Tổng thống Biden. Cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước Kamala Harris trong số những cử tri thuộc thế hệ Gen Z. Một cuộc khảo sát toàn quốc gia mới nhất của Survey USA được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 cho thấy cựu Tổng thống Trump đã dẫn trước 4% trong số những người từ 18 tới 34 tuổi, với 50% ủng hộ cựu Tổng thống và 46% ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, 4% khác vẫn chưa quyết định hoặc cho biết là họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên khác. Cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn trước cựu tổng thống 10% trong số những người được hỏi trong độ tuổi từ 35 tới 49 tuổi, 1% trong số những người ở độ tuổi 50 đến 64 và 4% trong số những người từ 65 tuổi trở lên. Survey USA đã phỏng vấn 1.950 người lớn cho cuộc khảo sát, trong đó 1.668 người được xác định là đã ghi danh bỏ phiếu. Cuộc thăm dò có biên độ sai sót là cộng trừ 3%. Chứng khoán toàn thế giới chìm trong sắc đỏ, Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ có thể sẽ hạ lãi suất khẩn cấp trong tuần tới. Hiện tại, nỗi lo về suy thoái đang bao trùm khắp phố Wall và thị trường chứng khoán của toàn thế giới, khiến cho các cuộc thảo luận về việc Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất khẩn cấp đang được bàn tán xôn xao. Business Insider cho biết, các trader đang dự đoán 60% Cục Dự trữ Liên bang sẽ khẩn cấp hạ lãi suất ở mức 25 điểm căn bản trong tuần tới. Điều này được thể hiện rõ trên thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ với biến động mạnh. Lãi suất trái phiếu chính phủ giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm đã giảm đến 16 điểm căn bản ở phiên ngày 5 tháng 8, trong khi lãi suất trái phiếu 10 năm giảm 10 điểm căn bản. Các nhà đầu tư phố Wall đang cố
gắng né tránh các rủi ro sau khi số liệu việc làm công bố vào ngày thứ Sáu đã thấp hơn dự đoán, tăng trưởng về tiền lương cũng chậm hơn ước tính và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Theo đó, chỉ báo suy thoái Sambur đã được kích hoạt khi mức trung bình 3 tháng của tỷ lệ thất nghiệp vượt qua mức quan trọng. Điều này khiến cho nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi liệu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có sai lầm khi chờ tới 28 tháng kể từ lần tăng lãi suất đầu tiên mới nới lỏng chính sách này hay không. Một số nhà chuyên môn đã thúc giục Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn trong những tuần tới. Giáo sư Jeremy Siegel làm việc tại trường đại học Wharton thuộc Đại học Pennsylvania đã kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang khẩn cấp hạ lãi suất ở mức 75 điểm cơ bản sau một đợt cắt giảm tương tự vào cuộc họp vào tháng 9 tới. Nếu Cục Dự trữ Liên bang không đưa ra bất cứ hành động nào, thị trường sẽ có nguy cơ bị hoảng loạn. Theo ông, lãi suất cần thấp hơn so với mức hiện tại khoảng 175 điểm căn bản. Ông nói thêm rằng nếu Cục Dự trữ Liên bang cứ chậm chân trong việc cắt giảm như khi tăng lãi suất, đây là lỗi chính sách đầu tiên trong 50 năm, thì chúng ta sẽ không còn chứng kiến một nền kinh tế có diễn biến tốt. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã nâng dự đoán về suy thoái lên 25% và cho biết, chúng tôi đang hy vọng sẽ có các đợt hạ lãi suất nhanh hơn vì mức cao không còn phù hợp. Cục Dự trữ Liên bang đang nhìn lại các dữ liệu, lo ngại quá nhiều về lạm phát trong thời gian dài và giữ nguyên lãi suất vào tháng 7. Một trong những lý do cắt giảm hiện tại là ưu tiên cấp bách hơn đối với việc giúp đỡ cho nền kinh tế. Tòa án Liên bang Hoa Kỳ phán quyết vụ kiện chống độc quyền của Google. Sau khi xem xét kỹ lưỡng lời khai của nhân chứng và chứng cớ, tòa đã đi đến kết luận Google là một công ty độc quyền và đã hành động để giữ thế độc quyền của mình. Thẩm phán Amit Mehta đã ghi trong phán quyết. Trong phán quyết dài 27 trang, thẩm phán của Tòa Liên bang Washington DC cho rằng Google đã lạm dụng thế độc quyền đối với hoạt động kinh doanh tìm kiếm. Bộ Tư pháp và các tiểu bang đệ đơn kiện cáo buộc Google đã giữ sự thống trị của họ một cách bất hợp pháp bằng cách trả cho các công ty khác như Apple và Samsung hàng tỷ đô la mỗi năm để Google tự động giải quyết những yêu cầu tìm kiếm trên điện thoại và trình duyệt web của họ. Tòa phần lớn đứng về nguyên đơn trong vụ kiện vào năm 2020, khi nói rằng Google đã độc quyền trong các dịch vụ tìm kiếm chung và quảng cáo từ khóa tìm kiếm chung, tạo ra hàng tỷ đô la lợi nhuận hàng năm. Bộ Tư pháp cáo buộc, việc tìm kiếm của Google đã thực hiện gần 90% các tìm kiếm trên trang web, tuy nhiên Google đã phản đối lại con số này. Google mỗi năm chi hàng tỷ đô la để trở thành công cụ tìm kiếm tự động trên các trình duyệt như Safari của Apple, Firefox của Mozilla. Công ty đã trả cho Apple khoảng 18 tỷ đô la để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định vào năm 2021. Phán quyết là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với sự trỗi dậy của các công ty kỹ thuật số khổng lồ, đã sử dụng gốc rễ của họ trên Internet để ảnh hưởng đến cách người tiêu dùng mua sắm, sử dụng tin tức và tìm kiếm trực tuyến, cũng như chỉ ra giới hạn quyền lực của những ông trùm kỹ thuật. Phán quyết vào ngày thứ Hai có thể ảnh hưởng đến các vụ kiện chống độc quyền khác của chính phủ đối với Google, Apple, Amazon và Meta, ông chủ của Facebook, Instagram và WhatsApp. Phán quyết chống độc quyền quan trọng gần đây đối với một công ty kỹ thuật được đưa ra cách đây hơn 2 thập niên nhắm vào Microsoft. Giám đốc điều hành của Google, Sundar Pichai, đã lên bục nhân chứng để phản đối cáo buộc, cho rằng công ty đã tạo ra một dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng. Người sử dụng chọn tìm kiếm trên Google vì họ thấy hữu ích và công ty tiếp tục đầu tư để cải tiến, luật sư biện hộ đã cho hay. Thẩm phán Mehta cũng có những phán quyết có lợi cho Google đối với một số cáo buộc nhẹ hơn. Google cung cấp cho các nhà quảng cáo nhiều công cụ, bao gồm một công cụ mà họ sử dụng để quản lý quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm khác nhau. Các tổng biện lý, các tiểu bang cáo buộc Google bất hợp pháp loại công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft khỏi các công cụ đó, nhưng thẩm phán Mehta đã bác bỏ khiếu nại này. Tổng trưởng lý Merrick Garland nhấn mạnh trong một tuyên bố được gửi ra ngay sau khi có phán quyết rằng không có công ty nào đứng trên luật pháp. Chiến thắng này trước Google là một chiến thắng lịch sử cho người dân Mỹ. Không có công ty nào, bất kể lớn hay có ảnh hưởng tới đâu, có thể ở trên luật pháp. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục thực thi mạnh mẽ luật chống độc quyền. Google tuyên bố sẽ kháng án quyết định này. Các nhà thuốc tây Walgreens sẽ đóng cửa hàng loạt vì thua lỗ. Trong báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba gửi cho các nhà đầu tư vào cuối tháng 6,
Chuỗi nhà thuốc Tây Walgreens đã công bố kế hoạch đóng cửa một số lượng đáng kể trong số 8.600 cửa tiệm tại Hoa Kỳ. Tổng giám đốc điều hành Tim Wentworth đã cho biết chỉ có 75% các địa điểm của họ đã tạo ra lợi nhuận và 1/4 còn lại phải đối mặt với nguy cơ phá sản vào năm 2027. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự yếu kém của nhà thuốc bán lẻ sau một loạt các nhà thuốc bị đóng cửa của CVS vào cuối năm nay và Rite Aid đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 10. Các nhà thuốc Tây thực sự là trái tim của cộng đồng, giám đốc điều hành bán lẻ của Global Data Neil Sauder cho biết, đó là nơi bạn đến để mua đơn thuốc, nhưng đó cũng là nơi bạn đến để mua hàng hóa nói chung. Và thực sự trong khoảng 20 năm trở lại đây, điều đó đã thay đổi đáng kể. Hoa Kỳ trao căn cứ cuối cùng ở Niger cho chính quyền quân sự. Đây là một trong hai trung tâm quan trọng cho các hoạt động chống khủng bố của Hoa Kỳ tại Niger. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Niger đã thông báo trong một tuyên bố chung vào ngày thứ Hai, việc trao căn cứ không quân 201 tại thành phố Agadez diễn ra sau khi quân đội Hoa Kỳ rút quân khỏi căn cứ không quân 101, một căn cứ phi cơ không người lái nhỏ ở thủ đô Niamey của Niger vào đầu tháng này. Quân đội Hoa Kỳ có thời hạn đến ngày 15 tháng 9 để rời khỏi vùng Sahel theo thỏa thuận với chính quyền Niger. Theo Sabrina Sai, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, có khoảng 20 lính Mỹ vẫn ở lại Niger, chủ yếu là để thực hiện các nhiệm vụ hành chính liên quan đến việc rút quân. Họ đang ở tại Đại sứ quán của Hoa Kỳ. Vào tháng 3, thì chính quyền quân sự cầm quyền của Niger đã chấm dứt thỏa thuận, cho phép quân đội Hoa Kỳ hoạt động tại quốc gia của họ. Vài tháng sau, các nhà chức trách của hai nước đã tuyên bố trong một tuyên bố chung rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ hoàn thành việc rút quân vào giữa tháng 9. Niger được coi là một trong những quốc gia cuối cùng trong khu vực bất ổn mà các quốc gia phương Tây có thể cộng tác để đánh bại các cuộc nổi loạn thánh chiến đang gia tăng. Cho đến gần đây, Hoa Kỳ và Pháp đã có hơn 2.500 quân nhân trong khu vực và cùng với các quốc gia châu Âu khác đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào viện trợ quân sự và đào tạo. Trong những tháng gần đây, Niger đã tách khỏi các đồng minh phương Tây, thay vào đó đã chuyển sang Nga để bảo đảm an ninh. Vào tháng 4, các huấn luyện viên quân sự của Nga đã đến Niger để gia tăng phòng không cho Niger. Việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Niger đã gây ra những hậu quả rộng lớn vì nó buộc quân đội phải từ bỏ căn cứ quan trọng được sử dụng cho các nhiệm vụ chống khủng bố ở Sahel, một khu vực rộng lớn ở phía nam sa mạc Sahara, nơi các nhóm có liên quan đến Al-Qaeda và các nhà nước Hồi giáo đang hoạt động. Tin liên quan đến Olympic Paris năm 2024. Hoa Kỳ đang dẫn đầu với 20 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 28 huy chương đồng với tổng số là 78 huy chương. Trung Quốc đứng thứ hai với 21 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 14 huy chương đồng với tổng số là 53 huy chương. Đứng thứ ba là Pháp với 12 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, tổng số là 46 huy chương. Anh Quốc đứng thứ ba với 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Tổng số huy chương của Anh Quốc là 42. Australia 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, tổng cộng là 38 huy chương, đứng thứ năm. Ba quốc gia có cùng 26 huy chương là đứng thứ sáu, Nam Hàn, 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Đứng thứ bảy là Nhật Bản, 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. Thứ 8 là Italy, 9 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Hà Lan và Canada cùng đạt được 17 huy chương, với Hà Lan đứng thứ 9 là 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Và đứng thứ 10 là Canada với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Hàng trăm người hâm mộ đã ăn mừng tấm huy chương vàng đầu tiên của Đài Loan tại Thế vận hội Paris vào ngày Chủ nhật. Tay vợt Lee Yan và Won Chi-lin của Đài Loan đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cầu lông đôi nam Olympic khi đánh bại Lian Weekend và Wang Chan của Trung Quốc trong trận chung kết hấp dẫn. Tại ga xe lửa của Đài Bắc, những người ủng hộ đã tổ chức một bữa tiệc để xem trận chung kết vào lúc 10 giờ tối, nơi họ có thể cho thấy sự ủng hộ bằng những lá cờ của Đài Loan. Sau khi trận đấu kết thúc, Su Yuche, lực sĩ Đài Loan 24 tuổi đã chia sẻ với Reuters rằng đó là một trận đấu căng thẳng nhất, nhưng chúng tôi đã giành được huy chương vàng. Tôi rất xúc động. Đài Loan đang tham gia Thế vận hội với tư cách là Đài Bắc Trung Hoa để tránh sự phản đối từ Trung Quốc. Quốc gia luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ. Chính phủ Đài Loan đang bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Tại Paris,
trận chung kết đôi cầu lông diễn ra mà không có cờ Đài Loan, khi nhân viên an ninh thi hành các quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế, một số người ủng hộ Đài Loan đã bị tịch thu cờ và bị buộc phải xóa sơn mặt bằng màu cờ của Đài Loan. Nhiều vùng biển ở Vương quốc Anh bị nhiễm ma túy. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự xuất hiện của cocaine và thuốc lắc trong sinh vật biển ở vùng biển quanh Vương quốc Anh. Theo các nhà khoa học tại Đại học Portsmouth và Đại học Brunel London, cocaine và thuốc lắc chỉ là một số loại ma túy và dược phẩm được tìm thấy trong sinh vật biển ở vùng nước ven biển quanh Vương quốc Anh. Sau các nghiên cứu thu thập hàng trăm mẫu nước tại vùng biển phía nam của nước Anh, các nhà khoa học đã tìm thấy hàm lượng cao các hóa chất có thể gây hại trong nước. Các sinh vật biển như cua, hàu, rồng biển, giun sống trong trầm tích đều bị nhiễm các loại chất ma túy. Không chỉ có ma túy, các nhà khoa học còn tìm thấy hóa chất vĩnh cửu PFAS, polychlorpyphenol PCB, trong các sinh vật biển. Một số hóa chất ở nồng độ cao có thể gây ảnh hưởng đến việc sinh sản của các loài vật này. Giáo sư Alex Ford, nhà sinh vật học biển tại Đại học Portsmouth, cho biết chúng tôi tìm thấy cocaine, thậm chí cả methamphetamine trong các sinh vật biển. Theo các nhà khoa học, các vùng biển bị nhiễm các chất độc một phần là do nước thải chưa được xử lý, được đổ thẳng ra biển và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi trời mưa lớn, hệ thống nước thải của con người sẽ bị tràn ra. Lúc đó thì nhà máy nước được phép xả nước thải chưa được xử lý ra sông. Tuy nhiên thì các nhà máy nước ở Anh đã làm trái quy định. Họ đã xả nước thải chưa được xử lý, ngay cả khi thời tiết khô ráo, không có mưa. Những thành phần như là thuốc, ma túy đã theo nước tiểu của người sử dụng trôi ra sông. Năm 2021, Southern Water, công ty chịu trách nhiệm xử lý nước thải ở nước Anh, đã thừa nhận hơn 50 tội danh về xả nước thải trái phép ra môi trường từ năm 2010 cho đến 2015. Các hành động vi phạm được xác định là do cố ý vi phạm và công ty này đã bị phạt khoản tiền cao kỷ lục lên tới 90 triệu bảng Anh. Thiếu tướng Bộ Quốc phòng của Nga bị bắt vì biển thủ tiền của nhà nước. Ủy ban điều tra Nga ngày 5 tháng 8 cho biết Nga đã bắt giữ một nhà chức trách cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là diễn biến mới nhất của các cuộc điều tra liên quan đến sự tham nhũng trong Bộ Quốc phòng Nga. Thiếu tướng Vladimir Shesterov đã bị bắt giữ vì nghi ngờ gian lận liên quan đến công viên yêu nước gần thủ đô Moscow. Công viên này được mệnh danh là Disneyland quân sự của Nga và là một địa điểm thu hút du khách. Thiếu tướng Shesterov là phó giám đốc của Bộ phận đổi mới thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Ông cũng bị cáo buộc biển thủ. Cuộc điều tra tham nhũng tại công viên yêu nước cũng dẫn đến việc bắt giữ giám đốc Vyacheslav Akhmedov của khu vui chơi có chủ đề về quân sự này. Theo điều tra, những người này cùng các đồng phạm đã tham gia vào vụ ăn cắp tiền ngân sách được phân bổ cho công viên yêu nước cũng như trung tâm hội nghị và triển lãm, Ủy ban điều tra Nga nói trong thông báo. Hãng tin RIA của Nga đưa tin nhiều nhân viên của công viên này cũng bị bắt và đang trong quá trình thẩm vấn. Theo hãng tin AFP, Nga trong 4 tháng qua đã bắt giữ một loạt các quan chức quân đội. Đây là một phần trong hành động mà các nhà phân tích gọi là thanh trừng các nhà lãnh đạo quân đội bị cho là hoạt động kém hiệu quả và tham nhũng của Nga. Số tiền bị biển thủ là hơn 40 triệu rúp, là khoảng 470.000 đô la. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật của Nga cho biết. Tin tức liên quan đến tình hình tại Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ CENTCOM vào ngày thứ Hai thông báo rằng lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy 3 hệ thống phi cơ không người lái của Houthi. CENTCOM cho biết các phi cơ không người lái được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen qua vịnh Aden. Tất cả vũ khí đều bị phá hủy trong khoảng thời gian từ tối Chủ nhật tới tối ngày thứ Hai. CENTCOM cho biết thêm rằng lực lượng Hoa Kỳ cũng đã phá hủy 3 vũ khí và tàu thuyền khác thuộc về Houthi trong vòng 24 tiếng qua. Riêng lực lượng US CENTCOM đã phá hủy thành công một tàu không người lái USV, một phi cơ không người lái UAV và một hỏa tiễn đạn đạo chống hạm ASBM của Houthi ở Hồng Hải. Thông cáo báo chí cũng đã cho biết. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo vào ngày thứ Hai về cái chết của một thủ lĩnh nổi tiếng khác của Hamas trong cuộc không kích tấn công vào dải Gaza vào ngày Chủ nhật. Sau cái chết của ông Ismail Haniyeh, Abel Algeri được cho là người phụ trách bộ phận sản xuất cánh quân sự Hamas cũng như bộ trưởng kinh tế Hamas tại dải Gaza đã chết do hậu quả của cuộc không kích.
Algeria có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các nỗ lực của Hamas giành quyền kiểm soát viện trợ nhân đạo vào giải Gaza và quản lý các thị trường do Hamas kiểm soát. Hơn nữa, ông ta chịu trách nhiệm phân phối nhiên liệu, khí đốt và tiền cho mục đích khủng bố, IDF đã lưu ý. Nhiều binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương trong vụ tấn công bằng rocket nhắm vào căn cứ quân sự Ayn al-Assad, một nhà chức trách Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã nói trên tờ Al Arabiya. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy một số binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương. Căn cứ đang đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công, một nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đã cho biết. Reuters dẫn nguồn tin cho biết rằng ít nhất 5 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương trong vụ tấn công, bao gồm một người bị thương nặng. Sự việc xảy ra trong lúc Iran đang có thể phát động những cuộc tấn công mới nhắm vào Israel để trả đũa cho vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát. Nhà chức trách đã nói với Reuters rằng đây mới là tổn thất ban đầu và số người bị thương có thể còn tăng. Tổng thống Joe Biden đã nhận được báo cáo về vụ tấn công, Tòa Bạch Ốc cho biết ngày 5 tháng 8. Tổng thống Biden đã thảo luận những bước đi cần thiết để bảo vệ binh sĩ Hoa Kỳ và đáp trả cuộc tấn công theo cách thức, địa điểm và thời điểm mà Hoa Kỳ lựa chọn. Theo nguồn tin an ninh Iraq, hai hỏa tiễn Katyusha đã đánh trúng căn cứ có binh sĩ Hoa Kỳ ở phía tây của Iraq. Nguồn tin nhấn mạnh hỏa tiễn rơi vào trong khu vực căn cứ. Các lực lượng dân quân Iraq thân Iran trước đây cũng đã nhiều lần thực hiện các vụ tấn công nhưng hiếm khi thành công. Rocket cũng thường bị các hệ thống phòng không của Hoa Kỳ đặt ở căn cứ này đánh chặn. Hiện chưa rõ vụ tấn công có phải là thông điệp liên quan đến tuyên bố đáp trả Israel và Hoa Kỳ của Iran hay không. Ông Kim Jong-un thị sát bàn giao bệ phóng hỏa tiễn ra tiền tuyến. Lãnh tụ của Bắc Hàn Kim Jong-un đã giám sát đợt chuyển giao 250 bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo, tác chiến tân tiến cho quân lực tiền tuyến. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đã đưa tin ngày thứ Hai ngày 5 tháng 8. Seoul cho biết Nam Hàn có thể đứng trước hiểm họa từ bệ phóng hỏa tiễn, thông tấn xã Reuters đã đưa tin. Các phương tiện truyền thông nhà nước mô tả bệ phóng hỏa tiễn là vũ khí tác chiến hiện đại do chính tay họ Kim thiết kế và sẵn sàng bàn giao cho các binh chủng quân đội nhân dân Bắc Hàn đang hiện diện tại dải biên thùy giáp với Nam Hàn. Bắc Hàn loan báo thử nghiệm hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo tác chiến mới vào tháng trước. Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy hàng hàng lớp lớp bệ phóng được xếp kế bên các bảng chữ đỏ hô hào chiến thắng dưới ánh đèn pha trong sinh hoạt được tổ chức vào ban đêm, trong đó ông Kim có mặt để dự phần. Một phần phát biểu, ông Kim đã quy tội cho Hoa Kỳ vì kéo bè kết cánh, hình thành nên một khối quân sự nguyên tử, buộc cho Bắc Hàn phải gia tăng năng lực quân sự. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Hàn đặc trách các vấn đề liên triều cho biết các vấn đề về nguyên tử và hỏa tiễn bất hợp pháp của Bắc Hàn là hiểm họa chính đe dọa hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tin Việt Nam, cha con ông Trần Quý Thanh, chủ Tân Hiệp Phát, xin giảm án tù. Cho rằng mức án 8 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên án có phần nghiêm khắc, ông Trần Quý Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi con gái Trần Uyên Phương kháng cáo xin hưởng án treo. Ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt, ông Trần Quý Thanh cũng kháng cáo bổ sung thêm về phần dân sự, yêu cầu nạn nhân là bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch công ty Kim Oanh Đồng Nai, có trách nhiệm phải trả hơn 238 tỷ đồng là khoảng 9 triệu 480 ngàn đô la, thay vì hơn 235 tỷ đồng là khoảng 9 triệu 360 ngàn đô la như cấp sơ thẩm đã tuyên án. Tờ báo trong nước vào ngày 5 tháng 8 cho hay theo kế hoạch, ngày 20 tháng 8 sắp tới, tòa án cao cấp tại Sài Gòn sẽ xét xử phúc thẩm ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và con gái là Trần Uyên Phương, 43 tuổi, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, ông Trần Quý Thanh đã bị kết án 8 năm tù và Trần Uyên Phương lãnh 4 năm tù, Trần Ngọc Bích bị 3 năm tù treo. Các cầu thủ của Thanh Hóa đình công vì bị nợ gần 20 tỷ đồng. Cầu thủ túc cầu Thanh Hóa đã đình công và không tập luyện khi chưa được câu lạc bộ trả số tiền 20 tỷ đồng thưởng. Đây là tiền lót tay từ hai mùa giải trước. Chiều ngày 5 tháng 8 năm 2024, 18 cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa đã đồng loạt ký đơn khiếu nại gửi đến VFF, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cũng như câu lạc bộ Thanh Hóa về việc họ chưa nhận được số tiền lương thưởng
chế độ lót tay từ hai mùa giải trước lên tới gần 20 tỷ đồng. Đội Túc Cầu Thanh Hóa chưa trả hết khoản tiền thưởng của mùa giải 2023 khi đội giành cúp quốc gia với số tiền gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền thưởng ở các trận thắng của V-League chưa được chi là 1 tỷ 300 triệu. Ở mùa giải năm 2023-2024, người đứng đầu của đội Túc Cầu còn nợ 8 tỷ 300 triệu đồng cho danh hiệu vô địch cúp quốc gia. Các khoản thưởng cho trận thắng ở V-League nợ lương từ tháng 5 cho tới tháng 7 năm 2024. Do vậy, họ đang đình công và vẫn chưa nhận được sự trả lời của những người đứng đầu câu lạc bộ. Thưa quý vị, bản tin chính là kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan Bảo Lộc, mình muốn tìm người. Hoàng chạy xe tải ở California. Vì bị mất số phone của Hoàng nên không liên lạc được với bạn Hoàng sau khi đã lấy được bằng lái của California hạng A cũng đã hơn một năm. Nếu Hoàng nhận được tin nhắn này, xin vui lòng liên lạc số điện thoại cho Tom 507-993-5966. Cảm ơn Hồng Loan và Bảo Lộc rất nhiều. Chúc hai bạn luôn vui tươi và hạnh phúc. Bảo Lộc và Hồng Loan xin cảm ơn và xin được đọc lại số điện thoại của anh Tom là 507-993-5966. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, sáng ngày thứ ba, kể một câu chuyện vui để mà lấy hơi nhờ lắm. Đêm đã khuya, cô con gái rón rén định chạy ra khỏi nhà. Đi ngang qua, người cha phát hiện, kêu lại. Nè, đi đâu giờ này vậy con? Dạ dạ ba, con định chạy ù ra thùng thư để con bỏ lá thư thôi ba ơi. Dạ hả con? Con nói thiệt không con? Dạ con nói thiệt mà ba. Ừ, thôi được rồi, con chạy ra lẹ đi. Hồi nãy giờ á, ba nghe cái thùng thư của con á, nuốt gió tới hai lần rồi đó. Sao mà qua mắt được ba con? Thùng thư mà biết hút gió hả? Ừ, con định chạy ra thùng thư, con bỏ thư, ngày mai người ta lấy thư sớm đó ba. Ủa cái vụ này sao nghe quen quen vậy ta? Đúng rồi. Cái tiếng càng xe tin tin đó. Đúng rồi, càng xe chỉ cần bấm tin tin mà mấy chục ngàn, mấy chục triệu chiếc xe giống nhau. Nhưng mà tiếng kèn xe của mình bấm lên là người đó biết. Chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Mà hên là bữa đó mẹ không có đứng trước cửa nhà. Biết ai là Phong Loan. Ai vậy? Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.